Xin bà viết thi một bài tặng cho ngày lễ này, và bà đã cho phép xin kêu một lần là được liền. Và vừa rồi tôi cũng vừa phát hiện và đưa cho quý đồng đội nghe, quý đội đã chấp nhận là sẽ bài đọc quyền cho bà thư sứ Châu Đốc và An Giang là sẽ hát lên cho mọi người cùng nghe. Và bây giờ đây là tất cả bà con cô bác có duyên nghe trước. Bây giờ xin thưởng thức bài của ngân tướng viết để thưởng thức được bà hát lên lên. Mừng lễ kiếm bà Chúa Sứ Châu Đốc.
Nghệ sĩ còn nhiều lắm, anh em nghệ sĩ còn rất là đông. Vậy gặp lại năm sau.